kỳ đi. Rác đủ thứ trên đời ạ. Rác ở Ngư Lộc kia nó đổ ra nên xong rồi nó dồ lên này. Ở bên sông kia nó dồ xuống này. Rác nhân dân vì ăn tôi bóng vì hàng quà bán. Hàng quà bán cũng thầu rác này tôi bóng nó nhiều. Xong rồi tớ đi đổ rác. Đổ rác thì mang ra sông ở chỗ nào đổ đó.